xong gửi ngoài này, xong gửi gửi ngoài chỗ này chứ. Ôi chỗ này là chỗ đi ăn nhậu. Má ở đây tụi nó đến nó phá xe mình đó. Chỗ này rậm. Mát quá. Một bãi nấu ăn. Nặng đâu. Nước trong không mọi người ơi. Sướng không, nước đẹp không. Ở đây mà lụt là hết về luôn nha. Lụt là phải mấy ngày mới về được á. Nước trong. Nước quá sướng. Cá to chưa? Đã chưa? Ua. Ba giờ 28 phút. Ô, tụi nó lên đây nhậu quá trời. Nước trong không các bạn ơi? Các bạn thấy sướng không? Đấy. Nước trong xanh luôn. Tới đây là có vịnh rồi. Đây cũng có nhiều nhóm lên đây đóng trại nấu ăn và rác là cột lại đàng hoàng nè. Đi chơi thế mới đi, vừa mát vừa vui. Đây là khe mở rao quá ông ta. Con khe ao là nằm dưới kia phải không? Ừ, đây là mở rao. Lan kìa các bạn thấy lan không đó. Lan mọc trên đá. Nước ở trên đá đổ về. Ngồi nghỉ.
Quá, khó đi quá. Mệt quá các bạn ơi. Đấy, cá tuyết xanh luôn, đã chưa? Dính câu không? Cá này là cá câu, toàn là câu. Nhìn thấy cá gì ha? Đó, cá còn ngáp ngáp này, chuyển chưa? Có không? Đây đây đây, đưa coi đưa coi đưa coi. Wow, cá leo cá leo cá leo, cá lấu gai đây. Rồi bỏ vô. Ê, bỏ vô đã. Wow, sướng chưa? Cầm vô, cầm lên đây. Sướng chưa các bạn, thấy không? Thấy cá leo sướng không? Wow, nó ăn sâu vậy hả? À, các bạn thấy bữa câu sướng không? Sướng ơi là sướng, coi chừng nó xảy ra nha. Ui dồi ôi, rồi chảy máu rồi phải không? Từ từ thôi, từ từ thôi, tối rồi nó nha, cẩn thận. Cẩn thận thôi. Wow, con này to quá ha. Wow. Đấy, câu bằng cái này này, bằng bình này các bạn. Có cục chì nè, hai cục chì nè, và cái lưỡi câu móc mồi trùng vô. Thấy không, đẹp không? Chưa được hả? Ghê ta, căng quá ta. Cô có lạnh không? Đấy, lạnh hả? Đây chắc lửa lên hả? Có không? Banh ra, banh ra coi lại coi cô, banh banh ra, banh ra. Quá trời luôn. Khoảng 2kg rồi nha các bạn. Đi từ hồi trưa đến giờ đây được 2kg rồi đây. Cái lăng to chưa? Đây không? Sướng không? Rồi cột vô, cột vô, cột vô. Coi chừng nó ra bây giờ. Coi chừng ra bên. Từ từ. Ui, sướng nha. Cá lấu đang to. Cá lăng chứ lộn, cá lăng. Cá lấu này nó bự. Thôi 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 thôi. Nguy hiểm lắm, về nhà đổ ra mà coi vậy, cột lại đi. Tiết công lao anh em ta là đi bủa câu thả lưới. Nó rao bên, dẻo rao. Về giờ mấy giờ về? Đấy. Tiếng nữa bây giờ tôi thui vậy hả? Thôi để đó ta đi nhăn lửa cho. Có đồ này không? Có cái gì lấy gì? Áo gì? Hả? Lạnh hả? Lạnh hả? Sao hả? Trời đất ơi, bơi từ hồi chiều giờ mà. Đỏ lửa rồi các bạn ơi. Đi lấy thêm củi đã.
trưa quên đem mì tôm đi bơi. Đem mì tôm để nấu ăn đỡ đói chứ. Hết mồi đó hả? Toàn này mồi quá trời nè. Đó, u sợ cá sướng giờ. Dạ. Thôi, làm lần. Chi? Làm chi? Rồi đem về chứ làm chi? Thôi đi về chứ được mà. Được 2 kg á. Thôi, ngồi lửa đi, ngồi lửa. Có lên thăm ở trên chưa? Có ngồi lửa không? Ngồi lửa xíu đi để cho nó ấm ấm xíu không thôi. Mà hồi ngồi nữa là lạnh ghê lắm nha. Thà chạy luôn, hồi về ngồi xong rồi đi luôn, về luôn, hiểu không? Đi chú Minh. Cái dao đâu? Dao nó kia xuống. Đưa đây, đây đi chặt ít củi nữa coi. Cái dao phay nữa. Ừ. Một rồi á. Đi cải thiện á, vừa đi bộ lưới, vừa đi dân câu. Cá quá trời, nhưng mà làm có mấy con đại diện. Còn nguyên cả bao này các bạn ơi. Đây. Còn dưới xuống nhiều lắm này. Chút nữa đi thăm câu một lần nữa bây giờ này, bây giờ mới có 6 giờ 7 giờ, mới 7 giờ tối. Giờ ăn cháo đã, tại vì trưa giờ lên mà chưa nấu gì ăn. Giờ nấu cái nồi cháo đặc sản. Toàn là cá lăn với cá leo. Được rồi. Chút. Đó chưa, cho nó sôi sôi xíu đi đã. Ở đó mình quất thêm tăng là được. Được cấp chưa phải không? Ừ. Còn mua nhé. Ừ. Chứ cho nó sôi sôi xíu đi đã. Mấy giờ rồi? Mới có 7 giờ hả? Mới 7 giờ sớm. Sớm mà. Thì tới nhà 10 giờ đi. Ngon không? Ngon không mọi người ơi? Quá đẹp, quá đẹp. Vứt luôn. Chẳng cá nữa chưa. Đây, anh Bình Lưu Bị đã nêm ném. Hữu Nghị nấu nhưng mà anh Bình ném. Thì chưa chín để cho cháo mà để đợi chiếu cho nó không, cá bấy kệ nó bấy cho nó ngọt nước thôi. Được rồi, đâu nhiều đang không hết đâu. Không, nhưng mà khi nữa nước gạo nhiều mà kệ nó, không sao nữa ra lần đây. Ta tưởng nấu lâu rồi, ta hay mới nấu, ta mới bỏ cá vô ơi. Được rồi, kệ cháo đi là ngon rồi. Ừ. Ê, anh em ơi. Đổ thêm nước hả? Ừ, ui giời. Hai ba chén nữa. Ui giời đất. Chén này là đồ mà ấy không được. Úp đây tôi bút lên mà sai. Rồi, hai chén này đẹp. Rồi. Vì là ăn xong rồi là lại được nữa. Uống nước sông, nước suối luôn các bạn ơi. Mắc thêm cái con, hai con này đó. Sảy hả? Không, từ đó. Các bạn thấy nồi cháo lý tưởng không? Của ba anh em. Đôi bằng thân. Ơi. Đã chưa? Hôm nay nghỉ ra quê mình rủ đi câu cá, đi thả lưới. Được cá nhiều lắm. Còn cá ngon không? Rồi, mời anh em. Mời tất cả quý vị. Cái gì vậy? Coi cái dao bỏ vô cậu bên nè. Bỏ cái dao vô. Cô có lạnh không? Xuống dưới này ngồi nè. Chị lạnh rồi, ngồi đây thì lạnh rồi, tập lòng ấy. Ừ, thử coi vừa chưa. Còn cô mồi ít rồi, hết mồi là vì mình cứ về. Mồi nhiều không? Còn không, cũng thôi. Bỏ đâu kia. Ừ đó. Ít còn chêm được. Bỏ cho nó rộng rộng chứ. Cái này dồn xuống dưới kia luôn, chêm mồi thôi. Tạc lạc hả? Thì thêm tới mấy chén nước lần mà. Đi
ăn nồi cháo này xong rồi đi thăm một phát nữa, cái 8 giờ cái rút quân về. Về tới nhà là 10 giờ đêm. Gạo chưa chín phải không? Chưa. Để cho nó nở xíu nè, đừng có gấp. Ăn đi, cứ tự nhiên đi, múc đi. Mấy chén này lâu lắm rồi. À, bên anh. Quất con cá lăng bự cho cô kìa. Con cá bự á. Rồi ngồi ăn đi ha. Rồi mời mọi người xơi thôi. Vô mời mọi người. Trời, nóng, vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè. Mọi người thấy không, vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè. Wow, bốc khói lên trướng chưa. Mời thôi, mời mọi người thôi. Ngon. Được làm gì ngon hết á. Wow, quá đã luôn. Chóc cá mọi người ơi, ăn chóc cá. Ngon cực kỳ luôn. Wow, sướng quá. Cô đi về mấy lần rồi cô? Đi thật có đầu tiên hả? Đi rồi có rồi đôi nhiêu. Đi với ai? Câu đi. Đi với con cầu không? Hả? Cô bảy à? Ừ. Anh của con thấy mình đi, con cũng câu được. Thôi nhỏ, có gì anh con phải con bốn câu. Điều kiện múc cá ăn đi. Rồi ăn đi, cứ tự nhiên đi, tự nhiên không, để đó. Anh em ta đâu thiếu đâu, ăn đi. Trời mệt quá này, đưa cô này đưa cô, đưa bỏ con cá này cho này. Đây, đây. Mau. Bỏ con cá này cho này. Trời ơi, công lao quần cu nó ấy được con cá bự. Ăn đi trời ơi. Lo gì mà. Ăn đi, cứ ăn đi. Chưa ngủ hả các bác? Em ra nha. Không có bỏ gì hết á. Mệt quá, đem về đi. Đem về. Để đây xin cái ấy cái câu này, mai câu cá hồ chơi. Cái gì? Cái lưỡi câu. Cặp lên luôn. Rồi, không một cá thôi. Không phải cái đi. Có gì nè. Để mai đi câu chơi coi. Cá tèn rồi chứ gì. Không. Không để nữa, không. Con gì bài được anh hết. Mệt quá. Thì bộ câu được cái nhiêu đây đây mà hai anh em nó làm, mấy con có làm đâu mà ăn nồi cháo trên đó được rồi. Đi chơi thôi, không để đi. Mệt quá, để nơi đi. Mày tao đi ra nhiều lắm mà. Không để đó, để đem cho mấy đứa nó ăn đi. Không để đó, đừng. Tao không lấy đâu, đừng có làm mệt lắm. Để cho nó cháu trong cuốn. Không, tao đi chơi cho vui thôi mà. Đi chơi cho vui. Này coi, con có tèn đã cho này. Đó, thấy sướng chưa?